Nguyễn Văn Đầy, 42 tuổi, ở xã Thảnh Quế, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, là nghi phạm đâm chết một nam công nhân khác vào trưa 30 tháng 3 năm 2022 tại nhà xưởng của một công ty trong khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Chiều 31 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý đúng theo quy định của pháp luật đối với Nguyễn Văn Đầy về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 30 tháng 3, đây biết được vợ của mình bị một người đàn ông 44 tuổi ở xã Sông Phú, huyện Tâm Bình, tỉnh Vĩnh Long, làm chung công ty trong khu công nghiệp Hòa Phú, dùng lời lẽ thô tục chửi. Nên đầy đi đến nơi người đàn ông này làm việc để hỏi chuyện thì sẽ ra đánh nhau. Lúc người đàn ông 44 tuổi té ngã, đây đã lấy cái kéo từ túi quần đâm liên tiếp nhiều cái vào cổ, tay của người đàn ông. Sau khi thấy người đàn ông bị chảy nhiều máu, đây dừng lại rồi cầm kéo đến đồn công an khu công nghiệp Hòa Phú đầu thú. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong